đặc biệt các ông cùng với quân đội cả nước đóng góp công hiến nhiều ngày công trong chiến dịch Điện Biên Phủ, góp phần làm nên chiến tích đất trời đất biển toàn thắng, kết thúc cuộc kháng chiến chín năm chuẩn bị giải phóng. Lính tướng xung kích miền Nam đang tìm vào lấy đài. Hình ảnh những cô bạn chiến sĩ với chiếc khăn vàng và nón tai bèo bắn bóng bắn ức đánh giặc mọi lúc mọi nơi, góp phần cùng với quân và dân cả nước làm nên một Điện Biên Phủ chấn động địa cầu. Nữ du kích miền Nam với truyền thống ái quốc sắt đá, sức vô ý chí dọc đến nhà đàn bà quốc đánh đã phát huy vai trò quan trọng trong cả ba mặt sắc phong quân sự chính trị và thiết bị phần, góp phần làm nên đại thắng mùa xuân năm 1975 thống nhất đất nước hòa hương nước của Bắc Hồ. Hôm nay chúng ta đang tưởng nhớ quan trọng